Làm gốm Năm Rồng, các công đoạn cũng không khác mấy. Từ nguyên liệu là đất sét, công đoạn đầu tiên là của người thợ xoay. Công việc đòi hỏi thể lực bền bỉ, tinh thần nhẫn nại và một đôi tay khéo léo, dẻo dai. Để rồi những thớ đất dần thành hình sản phẩm. Nếu như thợ xoay đòi hỏi nhiều thể lực, sự bền bỉ, thì người thợ vẽ lại cần óc sáng tạo cùng sự tỉ mỉ của người họa sĩ. Gắn bó với công việc này từ năm 20 tuổi và năm nay đã 57 tuổi, ông Hùng là một trong những nghệ nhân chính ở lò gốm này. Nghề gốm này đòi hỏi về kỹ thuật nhiều cao, phải có sáng kiến kỹ thuật mới làm được cái này, chứ mà không có sáng kiến không được, không làm được cái này, không làm được cái nghề này. Còn yêu nghề này, yêu nghề. Gần năm nay thì cũng có bộ gốm Yên Bà, mình làm thì cũng có bộ sưu tập nhìn gốm nhìn sông Long, Long Hổ, có bộ sưu tập Long sông Long Trân Châu á, có giờ đang vẽ bộ sưu tập này. Vẽ, khắc. Qua bàn tay của người nghệ nhân, linh vật rồng dần hiện ra. Nhưng đó vẫn mới chỉ là khắc họa. Linh vật chỉ thực sự trở nên sống động sau hai công đoạn quan trọng khác là chấm men và nung gốm. Ở nhiệt độ lên tới 1200 độ C, đất đã trở thành gốm và men đã lên màu với đường nét hoa văn rõ rệt. Linh vật rồng cũng theo đó mà hiện ra. Người gốm minh họa của mình rất là kỹ và sâu sắc, có nghĩa là từ cái công đoạn chuẩn bị ý tưởng, chuẩn bị cái hình ảnh để lên cái dáng, cái form như thế nào. Đó, rồi mình mới vẽ và chỉnh sửa nó cũng cả vài tháng để sao cho cái sản phẩm nó phù hợp. Gốm Biên Hòa chủ yếu tạo hình là xoay tay, thứ hai nữa là cái công đoạn thứ hai nữa là khắc chìm, công đoạn thứ ba là chấm men, tô men màu đó, mình tô men lên những cái đường khắc đã khắc để cho nó tách rời những cái màu men khác nhau ra đó. Đó, và bắt đầu công đoạn thứ tư là nung. Công đoạn thứ 5 là mình phải kiểm tra sản phẩm, thành phẩm. Năm con rồng, thế nên những dòng sản phẩm chủ đề linh vật rồng được làm nhiều hơn và cũng được ưa chuộng nhiều hơn. Mình thấy là những hình ảnh rồng trong sản phẩm của gốm Biên Hòa rất là đặc sắc, mang đậm tính chất truyền thống đó, nên là có giá trị tinh thần rất là cao. Tính mỹ thuật thì rất là đẹp, công phu, sắc sảo. Để nói về gốm mỹ thuật Biên Hòa thì có lẽ trong thời lượng của phóng sự này khó có thể nói hết. Trở lại với linh vật rồng trên gốm. Với kỹ thuật vẽ chìm, đắp nổi, hình rồng không chỉ nhìn được mà còn có thể sờ thấy để cảm nhận được từng vảy rồng, nanh rồng với màu sắc sống động. Đây cũng chính là một trong những nét đặc trưng mà chỉ dòng gốm Biên Hòa mới có. Chuẩn bị cho cái Năm Rồng thì công ty cũng đã có kế hoạch từ đầu năm.
là xây dựng cái hình tượng rồng, những cái linh vật liên quan đến rồng á, lên các cái dáng như bình hút lộc tròn, dáng bình cao 60, những lên những cái đĩa để trang trí. Thì qua những cái hình ảnh rồng của Biên Hòa và phục dựng và xây mới thì công ty đã hoàn thành rất là đẹp và bán ra thị trường cũng năm nay rất là khả quan. 12 con giáp trong văn hóa Á Đông cũng như tín ngưỡng người Việt thì rồng là linh vật đến từ huyền thoại, kỳ bí nhưng lại quen thuộc. Và cũng từ nét đặc trưng văn hóa, linh vật rồng bước vào gốm mỹ thuật Biên Hòa thật tự nhiên mà sinh động, ẩn chứa những ước vọng về một năm mới tốt lành.